Kinh văn. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn thứ đại mà phát sinh. Giảng. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói về các pháp nhân duyên và các pháp hòa hợp rằng, Thế Tôn nói rằng tất cả các thứ biến hóa trong thế gian ở đây là chỉ cho hữu tình thế gian và khí thế gian. Tất cả mọi thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn thứ đại mà phát sinh. Thế nào là bốn thứ đại, hay còn gọi là tứ đại? Đó là đất, nước, lửa, gió. Thân thể con người là hợp thể của tứ đại. Thế nào mà thân thể ấy là hợp thể của tứ đại? Những phần cứng và chắc trong thân thể là thuộc về địa đại, đất. Hơi nóng trong cơ thể thuộc về hỏa đại, lửa. Nước giải, đàm dịch, nước mắt thuộc về thủy đại, nước. Hơi thở thuộc về phong đại, gió. Khi chúng ta còn sống, thân thể chịu sự điều khiển của mình. Nhưng sau khi chết thì tứ đại tan rã. Hơi ẩm trong thân trở về với lửa, các chất dịch trở về với nước, các chất rắn trở về với đất, hơi thở trở về với gió. Những người không hiểu biết gì về thân thể thường muốn tìm cách trợ giúp thêm cho cái thân bằng mọi cách. Họ không biết rằng theo cách này thì bản tâm mình trở thành nô lệ cho một thân xác hư giả. Hàng ngày người ta sống trong điên đảo, vội vã tới lui một cách cực nhọc và toán loạn. Rốt ráo là để đạt đến điều gì? Rốt ráo trong đó có ý nghĩa gì trong đó? Quý vị thử hỏi mọi người điều này xem, và thấy họ sẽ giống như A Nan, há hốc mồm ra và chẳng nói được lời nào. Họ không thể tìm ra được một nguyên do, vì mọi người đều không hiểu về thân thể của mình. Họ dành hết sức lực cho một chuyện chết. Họ không biết vận dụng năng lực họ vào trong việc sống. Chuyện chết đề cập ở đây là như thế nào? Mặc dù chúng ta còn đang sống, nhưng thân xác chúng ta được xem như là đã chết rồi. Cái đang sống được nói đến là gì? Mặc dù chúng ta không biết là nó đang sống, nhưng tinh thần chúng ta rất trẻ và đầy sức sống. Đó chính là Phật tánh hằng có của chúng ta. Nhưng người ta không biết là họ phải nhận ra Phật tánh của mình. Thay vì vậy, họ lại đem hết sức lực dồn vào thân xác mình. Từ sáng đến tối, họ giúp cho thân thể có những thứ của ngon vật lạ để ăn. Họ bị thân xác sai sử. Họ giúp cho thân thể có áo quần đẹp để mặc. Dù sao thì nó cũng chỉ là thân xác. Tôi sẽ nói với quý vị, cho dù có chấp nhận hay không là việc của quý vị. Nếu người nào thích uống rượu thì thân xác họ biến thành cái túi đựng rượu. Nếu người nào thích ăn đồ ngon thì thân xác họ biến thành cái rổ đựng bánh mì. Nếu người nào thích mặc quần áo đẹp thì thân xác họ biến thành cái giá phơi quần áo. Cái thân vốn không có gì để bám víu lấy cả. Đừng xem nó quá quan trọng. Nhưng quý vị không thể nào buông bỏ nó được, không thể nào nhìn thấu nó được. Cho dù quý vị có thể nhìn thấu nó được, thì quý vị cũng không thể nào buông bỏ nó được. Đến khi quý vị chết và tứ đại tan rã, thì quý vị sẽ nhìn thấu suốt được những gì mà quý vị chưa từng nhìn được. Thời gian không chờ đợi ai cả. Quý vị không thể bảo thời gian, hãy chờ tôi một chút, chậm lại chút. Nó chẳng biết đợi. Ha ha ha,